xuôi hết rồi, bây giờ mình đang cho mấy tụi này ăn sáng nè mọi người ơi. Nói chuyện ăn sáng chứ thật chất ra thì cũng trưa rồi, 10 giờ rồi. À, so với những cái mùa trước thì nó trễ hơn nó nhiều. Khoảng thời gian trước thì sáng 7-8 giờ thì mình đã cho cá ăn rồi. Bữa nay tới 10 giờ nhưng mà thời tiết vẫn còn lạnh quá. Đó, sẵn trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật những cái mới nhất của cái góc nuôi cá của mình với là mọi người luôn. Chứ là mình cũng chia sẻ một chút xíu về cái việc mà cho cá bé màu ăn, chế độ cho cá bé màu ăn mùa lạnh cho nó hợp lý luôn. Thì mình có một cái phát hiện nha, mình phát hiện là mình bị ghiền cái việc hút cặn cho đàn cá bé màu. Mỗi lần thấy cái hồ cá nó bị dơ là mình chịu không nổi, đi tới đi lui là một lát rồi cũng phải là giác ống đi hút đó. Hút rồi xong xuôi hết rồi cái cảm thấy mấy con cá nó bơi thoải mái, cái mình cũng nhẹ nhõm hẳn ra. Hóa hồ rồi sạch sẽ cho cá ăn là cũng ngon lành lên nha mọi người. Thì mùa lạnh này các bạn sẽ gặp trường hợp là cá ăn ít ha. Đối với những ngày những đêm mà lạnh quá thì cá nó sẽ ăn ít, cho nên là mọi người cần phải là có thể là cắt bớt cử của tụi nó. Bình thường như mình á, 3 cử thì mình sẽ cắt lại còn 2 cử và cho ăn á, thì cho ăn tầm khoảng 2-3 giờ chiều là cử cuối cùng, 2 giờ chiều mình á. Còn mọi người thì có thể là trễ hơn chút cũng được, nhưng mà đừng có để trời quá lạnh nha. Trời quá lạnh rồi cho ăn chiều á, một là cá nó ăn sẽ ít, hai là nó bị ăn no rồi cái nó cũng khó tiêu đó, nên chú ý cái đó. Mình tách trong máy còn sót con này nè mọi người, hôm bữa mình tách sớm lắm, bài này mình tách sớm lắm cho nên là nó sẽ ẩn trống sau ha. Mỗi lần cho ăn thấy trống là chưa, hổ nó này đó ha. Rất là nhiều cái việc mà các bạn cần phải chú ý khi mà nuôi cá mùa lạnh này, đặc biệt là cái việc chế độ cho ăn á. Tại vì mình gặp nhiều bạn có nhiều cái gặp một cái trường hợp là cho cá ăn buổi chiều rồi cho ăn chiều bình thường không sao hết, đêm sáng ngày cái cá nó gãy. Thì có thể là do lạnh mà cũng có thể là do cá ăn no quá rồi không tiêu, ban đêm nó nằm đáy á, rồi nó chịu không nổi nó gãy ha. Cho nên là mình mới nói mọi người á, có thể là cắt bớt cử cho ăn lượng nó ăn ít lại. Với lại cử sáng thì giờ hơi ấm ấm lên chút, trời có nắng rồi lên á, mọi người cho ăn cá nó mới ăn tương đối được. Còn mà lạnh quá thì nó nằm dưới đáy, nó trốn dưới đáy không, nó lên ăn ít lắm. Mọi người để ý mấy bữa mà trời lạnh cá ăn cực kỳ ít đó. Thêm một cái nữa là cái cử quan trọng nhất là cái cử trưa trưa đó, cử tầm từ khoảng 12 giờ tới 3 giờ chiều mọi người có thể là cho ăn tầm đó, hoặc là 4 giờ cũng được. 4 giờ thì đối với mình hơi trễ, 4 giờ thì nắng nó tắt rồi, muốn tắt rồi mà gió nhiều rồi, giờ đó cá ăn cũng ít thì mình thường cho ăn tầm khoảng 2 giờ. Cái giác đó là cá nó ăn mạnh, ấm lên rồi, nắng lên rồi là cá nó lên nó ăn mạnh, cho nên là các bạn có thể là cho cá ăn tương đối hơi no no ở cái cử trưa đó. Rồi cái bài này mình quăng cục trùng vô tới nay chưa hết luôn, bèo nhiều quá rồi mình đâu có ấy đâu. Với lại lúc rồi mình cũng hạn chế trùng rồi, cách ngày mình cho ăn lần thôi chứ mình không phải cho ăn full nữa. Nó có nhiều bài như cái bài này á, năng lượng ít, năng lượng trùng ít, mình bỏ có một cục một xíu à, mà nó ăn tới nay chưa hết. Mình sen cám rồi vô đó. Rồi những cái loại thức ăn mà các bạn có thể là sử dụng cho mấy cái đàn cá bể màu của mọi người á, thì ổn nhất là Atomy, kế tiếp là bo bo thì mọi người nên cho ăn cử trưa nha, cử sáng cử chiều không nên cho ăn. Atomy thì cử nào cũng được, cử sáng cử trưa cử chiều gì cho ăn vẫn được. Cám thì cho ăn xương thôi nha. Trùng chỉ thì hạn chế nha, hạn chế những cái đồ, những cái loại đông lạnh như là bo bo đông lạnh, trùng huyết đông lạnh hoặc Atomy đông lạnh. Được rồi, mọi người sử dụng đồ tươi đó là Atomy và bo bo thôi, trùng chỉ hạn chế luôn. Trùng chỉ là nó là cái tác nhân rất là khó tiêu, cá ăn mấy con nào mà yếu yếu ăn vô là sình bụng luôn đó. Rồi cám thì mọi người cho ăn cử trưa trưa chiều chiều, chứ đừng có cho ăn quá sớm mà cũng đừng có cho ăn quá trễ, và cho ăn xương xương thôi ha, chạy ba hộp được rồi,
Nó đúng là tính theo đầu con là một con chà bao hột cám là được rồi. Đừng có cho nhiều quá. Nhiều quá thì nó dư cám ở ngoài nước á. Rồi nó làm hư. Tối thời tiết lạnh nó làm hư nước hồ cá của mọi người. Hồ cá mọi người rất là dễ bị bệnh. Đó. Kỹ là kỹ chỗ đó. Ha. Mình tắt cái máy bay này. Mình có nói mọi người rồi đó. Chứ là tiếp theo nè. Để mình dẫn mọi người đi xem máy bay mình mới vừa tắt. Đây. Đây bài này mới vừa tách trong máy nữa nè. Bài này thì form body khá là ok, ngon á. Hôm qua mình đâu có cho ăn đâu. Thật sự những cái bài mà mình tách trong máy là mình không có cho ăn ngày hôm qua. Thêm cái ngày hôm qua nó cũng chỗ mình cúp điện. Rồi Akami bữa nay nó nở không có kịp. Bữa nay thì chỉ cho ăn xương thôi. Đó. Bạn thấy giờ này nắng lên rồi, thời tiết ấm dần rồi, cá năng rất là mạnh. Nhưng mà bù lại những cái hồ mà nước lạnh quá đó, như những cái hồ này nó khuất, nước nó không quá lạnh. Nhưng mà gặp những cái hồ mà nước lạnh quá thì các bạn thấy cá năng yếu xìu. Rất là yếu luôn, rất là yếu, rất là chậm. Nó ăn ngoe ngoe, leo ngoe, lưa thưa, chạn ăn mà không có sung, không có gom á. Đó, đó là chỉ chuyện bình thường ở cái mùa này, khi mà trời lạnh, hồ cá bị lạnh. Còn cái chuyện mà cá mà ăn ít là do bệnh đó, thì mình nghĩ là các bạn ai nhìn vô cũng biết bài cá nó khỏe hay không, có bệnh hay không rồi. Ha. Thì mùa này thì vô túm nha mọi người. Cái mùa này á thì cá nó dễ bị túm, túm lắc và thêm một loại bệnh nữa là các bạn sẽ thường hay thấy mùa này là nấm trắng, túm trắng. Cho nên là cái việc mà vệ sinh hồ rồi hoặc là xử lý hồ rồi đó thì cực kỳ quan trọng luôn. Mình vớt còn sót con nè, để một lát mình vớt lại. Hôm qua mình tách bài này luôn nè, bài này cái hồ trống bên kia mình vớt sót con trống rồi. Bài này tách hơi sớm đó, mới ửng lên là mình đã tách xương xương rồi. À, cái bài máy của cái hồ hồ đầu tiên mọi người xem nè, bài này là máy nha. Mình nói tới đầu đốm trắng. Cho nên là việc vệ sinh hồ của mọi người kỹ chút nha. Như mình á thì mình thuộc dạng là ghiền hút cặn rồi, cho nên là cứ hả thấy cặn nhiều là thế nào mình chịu cũng không nổi. Lát là quần là mình cũng xách cái ống hút cặn mình đi hút thôi. Đó. Đây. Tiếp theo một bài này là mình tách trong máy là bài HP Red. Đúng rồi bài nè. Mình dọn bèo bớt. Chứ bình thường mấy hồ cá mình bèo dữ lắm. Bạn thấy không? Hôm qua với là sáng nó hút cặn vớt rồi. Cá nó tương đối là nó nhát. Ha. Còn một trường hợp là cá ít ăn nữa. Khi mà các bạn đang cho ăn đó, nó ăn ít đó, là thường thường có thể là do nó nhát. Do các bạn động đậy gì hồ nhiều á. Thì nó nhát cá. Thì nó cũng ăn ít. Đó. Cái chuyện mà nhát thì từ từ nó ăn sẽ nhiều loại thôi. Cái chuyện mà trời lạnh thì các bạn chỉ cần cho nó ăn khi mà trời ấm lên là nó ăn nhiều loại thôi. Còn cái chuyện mà bệnh ăn ít á thì cái này là mọi người phải khắc phục. Mọi người phải khắc phục bằng cách là trị bệnh cho nó mới được nha. Đó, mình tắt bài này. Cái bài này là bài AB Retro, mình tắt trong máy mình đem vô nhà rồi. Mình đem vô nhà mình form rồi. Còn mình lấy lại hồ để mình tách trong máy bài này. Ngày hôm qua việc của mình cũng nhiều lắm nha mọi người. Nhiều. Này. Đây mình còn một bài cũng khá là đông. Nè. Cái hồ này là cái hồ mà mình tách sót nè. Tách sót con hồi nãy á. Nói chuyện form thì mấy bài này mình form đều khá là ngon hết rồi. À, ngày hôm qua làm hơi gấp thành ra chưa có gắn được cái ống xả tràn xả cái đáy được cho nó. Bữa nay sẽ làm. Nói chung thì các bạn nếu mà các bạn thương đàn cá của bạn một chút xíu thì mọi người cứ việc là kỹ lưỡng ở cái chế độ cho ăn, lựa chọn cái loại thức ăn. Nó tùy theo mùa mà mình sẽ lựa chọn. Còn việc mà phòng bệnh thì mình nghĩ là ai cũng có một chút xíu kinh nghiệm về nuôi cá hết rồi. Đó, chỉ cần giữ nước sạch, hồ sạch, hệ vi sinh ổn định là con cá nó sẽ không bệnh, cho ăn đầy đủ,
không thiếu thốn, không có chế độ cho ăn cũng hợp lý, là ăn điều độ, không có ba chặt bốn vuột, thì cái bầy cá nó sẽ không gặp vấn đề về tiêu hóa ha. Còn những cái nấm bệnh dễ tấn công bên phía ngoài cá thì mình chỉ cần giữ nước sạch. Lâu lâu nếu mà mình có ấy cá, có tuyển cá, có vớt cá rồi thì mọi người cho chút xíu muối ha. Còn thời tiết lạnh quá thì mọi người, thời tiết lạnh này này nó hay bị lắc do nhiệt độ lạnh rồi sau đó nó chuyển qua nấm luôn, thì mọi người nên che chắn đồ kỹ một chút ha. Mình cưng cá thì mấy cái chuyện đó, nếu mà các bạn chăm sóc tốt đó, thì cá mọi người nó sẽ khỏe thôi, không gì hết trơn á. Bài này mình đã trong máy cách đây mấy ngày, hai tuần 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 mấy rồi, các bạn thấy body đồ khá là ok ha. Mình đang sợ nước lên tảo về rất là đẹp rồi ha. Mình đang kiểm tra bài này rất là kỹ, do mình thấy cái bộ vây lưng của tụi nó không được mềm mại cho lắm đó, có thể là mình sẽ cho thuốc và muối. Thì khi mà nuôi cá, các bạn nhìn nhiều, nuôi cá với màu này nè, các bạn nhìn nhiều để các bạn sẽ biết cái bầy nào nó gặp vấn đề, bầy nào nó không liền à. Nè, hồ này mình đã hút cặn rồi nhưng mà vẫn còn rất là nhiều cặn. Mình hút mới có chừng 60-70% cặn chứ không được 100% cặn nữa. Do số lượng cặn nhiều, số lượng cá nhiều quá cho nên cặn phân rất là nhiều. Ha, mình chờ tới trưa rồi mình mới xả, mình mới châm nước cho vô. Lý do là nước ở ngoài vòi nó cũng lạnh quá mọi người. Bây giờ châm luôn thì lạnh ngắt luôn á, lạnh teo luôn. Thật ra là mình sẽ để trưa một chút nữa. Ha. Thì như mình chia sẻ với mọi người ban đầu á, mùa này cá nó hay gặp vấn đề về tiêu hóa, ăn khó tiêu được các kiểu, cho nên là chọn những cái loại thức ăn mà dễ tiêu rồi cho ăn nó ít lại một chút, bóp cử bóp lượng thức ăn lại một chút ha. Rồi cho điều chỉnh lại cái giờ cho ăn cho nó hợp lý để mà giữ sức khỏe cho đàn cá của mọi người ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình từ nãy tới giờ nha. Bye bye, chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của mình.